Thưa các anh chị buồn quá thầy tôi Thượng tọ tiến sĩ Thích Trân Quang Tục danh Vương Tấn Việt Không biết có qua khỏi con trăng này không Câu chuyện là chung quanh tấm bằng tiến sĩ luật học Của thầy tôi Thích Trân Quang Tưởng là giỡn chơi thôi Cười đùa thôi trên mạng thôi Ai ngờ nhà giáo tiến sĩ Đinh Tấn Phước Đã có đơn ký tên gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng và Tránh Thanh tra đề nghị kiểm tra làm rõ vấn đề cấp bằng tiến sĩ cho ông Thích Trân quan tượng tọa Thích Trân Quang, tức Vương Tấn Việt. Vương Tấn Việt, sự việc xem như không dừng lại. Như vậy là thầy tôi vừa nếm mùi, nếm đòn đạo và nhập phát sông thì đến nếm đoàn đời và đối diện với luật pháp Chứ không phải giỡn chơi nữa thưa các anh chị. Có vẻ như có một diễn dịch truyền thông đánh vào thầy tôi rất là tỉ mỉ, công phu. Bài bản không nóng vội, từ từ. Khoai từ nó cũng như, giống như là người ta bóc tách một củ hành từng lớp, từng lớp, từng lớp. Hay nói nôm na hơn là giống như ăn chuối. Lột đến đâu, lột vỏ đến đâu. Ăn đến đó, tay vẫn sạch mà trái chuối thì không còn. Đầu tiên hết. À, chúng ta thấy rằng thầy, thầy tôi thích chân quan bị đưa lên các clip mang tính khôi hài thầy nói về luật nhân quả về duyên nghiệp về phước nói chung nội dung là nó hơi buồn cười và nó hơi nhảm nhí khôi hài giống như là uh, thách thức danh hài đố ai mà không cười khi nghe những clip đó và sau khi đã dư luận đã ngắm đòn rồi thì chiến dịch truyền thông lại bắt đầu đưa những vấn đề khác thí dụ như là vấn đề 10 đây 10 năm trước đây tranh chấp đất đai với người dân địa phương trong quá trình xây dựng chùa rồi những lá đơn nửa hư nửa thật mà chúng tôi nghĩ rằng nó không đúng đâu đó là lá đơn của những ni nhưng mà chữ ký trong thay mười mấy người chữ ký giống giống nhau chúng tôi không đánh giá quan trọng nó như tiếp tục nữa là lại tung ra thông tin mối quan hệ dân uh, diêu díu, díu gian mập mơ giữa thầy tôi và cô ăn dưa leo gì đó, chắc là không có đâu thầy tôi đàng hoàng nhưng mà cũng có những lúc thầy rất là điệu nghệ giới thiệu uh, hà bá mỗi năm nước sông dân lên thì uh, muốn cho nước sông mưa thuận gió hòa thì phải cưới vợ cho hà bá vợ nó phải dân lên cho hà bá cô cái đẹp như là cô hương trinh cho à, nên con đứng lên con quay mặt lại cho mọi người nhìn coi à, Những kiểu như vậy và cắt cắt, cắt cúp như vậy Làm cho thiên hạ hiểu lòng thầy tôi Thật ra thầy tôi không có gì cả Rồi đưa hình ảnh thầy tôi đang ngồi đàn Ngồi đàn Thì ngồi đàn là phong thái rất là ung dung tự tại siêu thoát nhà tu mà Nhưng mà bên cạnh thầy tôi có một cái vợt, vợt bắt mũi bằng điện À vài pin điện gì đó thì nói thầy tôi là sát sanh nhưng thầy tôi đâu có sử dụng chắc ai để quên lại rồi trên bàn có một lọ thuốc có lẽ là giống như hoạt huyết dưỡng não vậy đó thì lại vu cho đó là thuốc alibat uh, aliba vậy đó là tăng cường sinh lý của dược phẩm trung ương qua toàn là những việc là, là dồn thầy tôi vào những cái cửa không có thể không có tập đây trăng tốt đây thấy tốt thầy tôi không có thể như vậy đâu thưa các anh chị rồi còn nói là thầy tôi không có biết tiếng anh gì cả mà lại có bằng về dược c ngoại ngữ bằng d bằng o bằng f vậy đó thật ra bằng tiếng Anh đó thầy tôi là tiếng Anh là chuyện nhỏ thầy tôi nói chuyện với vong Mỹ vong Anh còn được mà nói chuyện người chết còn được mà nó cấp visa cho nó nhập cảnh vào Việt Nam chơi du lịch rồi cho nó về rồi tiếng người sống nó ăn thua gì phải không đại khái là như vậy rồi đưa cho cho Thiên Hà thấy một cảnh khác gây mâu thuẫn với lại những nhà sư đồng đạo của thầy nó là những nhà sư khác sao khắc khổ quá thầy tôi thì sung sướng quá lên xe xuống ngựa thầy đi mua xe đặt cọc rồi họ cũng tung hô lên rồi thầy quê thầy bỏ cọc luôn rồi thầy có công ty rồi thầy phát hành nhạc của thầy nhân dân rồi thầy đánh võ thuật đưa lên từ 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 từ, từ để tạo ra thành kiến đối với thầy tôi thành kiến và cuối cùng thì đẩy thầy tôi vô thất sám hối tưởng mọi việc đó yên lại đưa tiếp hình ảnh thầy được trao bằng tiến sĩ kiểu như khen thầy nhưng mà khen điểu khen cho thầy chết thì bây giờ đến lượt sau khi luật đạo xử xong rồi cho thầy nhật phất sám hối cấm thuyết giảng 2 năm thì người ta bắt đầu xử tới luật đời và không hiểu là nó sẽ như thế nào tôi nghĩ là nó sẽ không dừng lại cái bằng tiến sĩ đâu thưa các chị Vì bằng tiến sĩ cũng rất nguy rồi như chúng tôi đã nói tiến sĩ nhà giáo đinh tấn phước đã có đơn gửi bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo và tránh thanh tra bộ giáo dục đào tạo đề nghị kiểm tra làm rõ thì ngay hôm nay Chiều muộn 25 tháng 6, 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Trường Đại học Luật Hà Nội, nơi đào tạo cấp bằng tiến sĩ cho ông Vương Tấn Việt, tức Thượng Đò Thích Trân Quang, phải báo cáo ngay toàn bộ quy trình từ tiếp nhận ông Vương Tấn Việt đào tạo như thế nào, rồi quá trình làm luận án như thế nào và cấp bằng tiến sĩ như thế nào. Ngay trong ngày mai, 26 tháng 6, phải có báo cáo gửi về Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng, theo đánh giá của chúng tôi và kinh nghiệm của chúng tôi, ông thích chân quan tức thầy tôi sẽ có kết quả không tốt đâu họ giống như lột củ hành họ lột từ 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 giống như ăn chuối dầu vỏ đâu ăn tới đó và sẽ không dừng lại sẽ không dừng lại ở việc sám hối nhập thất cấm trước giảng đó là phần đạo phần đời họ sẽ làm tới cùng tức là bằng tiến sĩ chỉ mới là khởi đầu thôi và tốc độ ngày càng nhanh lúc trước chúng ta thấy rằng việc xử lý ông thích chân quan thầy tôi rất là lăn lăng nhăn nhăn kéo dài 19 tháng 4 kiểm điểm mãi đến tháng 6 mới xử lý được à. nhưng mà bây giờ thì rất nhanh rất nhanh đơn vừa phát đi là bộ trưởng có ý kiến ngay lập tức gần như ngay trong ngày hoặc là ngày hôm sau và bắt báo cáo trường đại học luật hà nội báo cáo văn bản ra ngày 25 tháng 6 yêu cầu 26 tháng 6 phải báo cáo ngay và thầy tôi cũng đa đoan lắm cho nên có vẻ như là tại tôi chứ không qua nổi con trăng này đâu xin cảm ơn các anh chị rất nhiều